Cửa hàng âm thanh số đồ đó xin kính chào các bác nhé. Đây có thể nói là một trong những lô lo full 25 mà bọn em gần như là nhàn nhất luôn. Nhàn nhưng mà lại vội các bác ạ. Có nghĩa thật lô này là một lô lo đẹp nhất mà hiện tại trên sân Đường Nhập luôn. Mã LDHTR10. Nói bây em gần như không phải làm bất cứ một cái gì ấy. Có một cái việc duy nhất là tháo được kiểm tra và gì ạ. Và lấy cái khăn lau một cái là xong. Không phải tút tát bất cứ một góc cạnh đâu, tất cả ở đây từ cái góc cạnh một là đang còn zin đét, không chảy xước. Bởi vì khi em nhập cái lô loa này về, em rất cẩn thận và xác định đây là một dòng loa giá trị cao. Cho nên em xuân diện cho họ lấy màng cò quấn hết từng chiếc loa lại một, xong đóng ba lét các bác nhá, không cho đóng thùng luôn, không cho vận chuyển bằng vé vác mà bắt buộc phải dùng xe nâng. Cho nên khi chiếc loa về nhà, về Việt Nam á, nó không có một vết chầy luôn. Nó không có một vết chầy ở góc hay càng bất kỳ một gì, đẹp như mới luôn, phải nói cực kỳ đẹp. Bây giờ anh em đến việc gì ạ? Lau chùi là xong. Đấy. Và ngày hôm nay thì các bác này, khách hàng đến nhà này, cọc quá trời này. Đấy, cọc quá trời này. Và đến bây giờ các bác là lô loa này cứ đóng lên đâu, cứ vệ sinh lên đâu là bên em đóng hàng đấy rồi. Đây, ngày hôm nay bên em bác nhìn đây. Đóng hàng thì rất là nhiều đây. Đấy, ngày nào mẹ bên em đóng hàng đi rất là nhiều vào những lô loa đây. Kể cả LDH đây ở ngoài đây rất là nhiều vào đây. Bọn em chưa kịp rồi, bác này. Còn chưa kịp lắp rồi này. Tất cả loa đây còn chưa kịp lắp đây, tất cả là LDH đây bác. Toàn bộ LDH TR10 đấy. Anh em còn chưa kịp lắp đây, thằng em giờ mới đang ấy đây. Thằng em giờ mới đang là lau chùi cái e căng từng cái e căng một đây. Anh nhìn thấy không? Thực sự luôn, nó một cái lô loa mà bán nhanh đến mức là bọn em gần như không kịp để mà lắp, chỉ việc lắp không, chỉ việc tháo được kiểm tra vệ và lau chùi mà còn không kịp luôn. Đấy. Các bác nhìn cho em là lô loa này nó không phải là một trong những chiếc lô loa mà em quay làm màu các bác bảo là một chiếc đẹp rồi thế này kia. Mà em quay cái lô loa là từ khi mà em xuống bắt đầu về đúng không? Đấy, khi nhập về hàng như thế nào em quay cho bác rồi. Thì bác nhìn cho em là từng cái chạm, từng cái góc cạnh của loa là không chảy xước nhá. Em cam kết các bác là tất cả là sơn zin 100%, từng cái e căng, từng cái ốc, từng cái bát chép cho đến từng cái gì ạ, cái nước sơn là phải zin 100%. Hàng không có cái chuyện là vỡ ba vẫn được. Em nó đẹp là em cam kết rõ ràng luôn, hàng em bán ra bao dùng thử 10 ngày rồi các bác biết rồi. Đấy, chứ không phải là cái hàng vỡ ba vẫn. Nó chuẩn là chuẩn. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Chắc là các bác cũng chẳng thời điểm này bây giờ để kiếm một lô loa TR10 mà đẹp thế này, thực sự nó thật bác ra trên thị trường gần như là không có. Gần như là không có luôn, bởi vì tại thời điểm bây giờ chỉ có hàng mới hun khói mới đẹp như thế này thôi. Nhưng mà các bác là đến lô loa mà hàng chính hãng mà nó xịn nó đẹp mà em Xuân chọn được nó đẹp như thế này, thực sự nó hiếm cực kỳ luôn. Em Xuân lấy hàng bao nhiêu năm rồi mà đến thời điểm bây giờ em Xuân mới lấy được một lô đẹp như thế này, các bác biết nó khó cỡ nào rồi. Đúng không ạ? Nó khó cỡ nào rồi. Và các bác biết là đến cái hàng số đó thì các bác mua những dòng loa của LDH thì các bác yên tâm, không bao giờ phải lăn tăn cái chuyện là gì ạ. Chúng ta phải sợ là hàng nhái hàng vớ vẩn. Đến cái hàng số đó là nó phải hàng xịn 100%, tất cả bao nhiêu nhỉ, từng cái chiếc loa một nó phải chuẩn chỉ, nó phải đẹp. Đấy, bây giờ chỉ việc đi à, cái khi khâu đi bây giờ chỉ việc gì ạ, chỉ việc là gì ạ, lau chùi là xong, lau chùi thôi là xong hết, góc cạnh là zin đét 100%, loa zin loa xịn hết, đẳng cấp đấy. Và các bác biết tại sao một đôi loa mà 25 mà giá trị lại cao, trong khi mà đôi loa 30 á của NH em Xuân bán chỉ bao nhiêu, chỉ có 7,5 triệu. Mà một dòng loa full 25 em bán lên đến 9 triệu, nó phải có cái giá trị của nó. Tại sao lại có như vậy? Các bác cứ cùng xem cái driver của nó này, hãy xem kỹ tại sao lại có cái giá đó, không phải tự nhiên là có các bác nhá. Đấy, và các bác cùng xem kỹ nhá. Chứ còn trên thị trường bác nói thật các bác là loa này trên thị trường không thiếu người bán. Đấy, nhưng tại sao mà cứ mỗi lần em Xuân về hàng các bác lại đến ủng hộ em Xuân, mà trong khi các cửa hàng các bán ra nhiều các bác không thích? Uy tín là trên hết, uy tín là trên hết các bác nhé, không phải tự nhiên mà có các bác nhé. Và bây giờ các bác cùng xem một đôi loa của em Xuân nó đẹp như thế nào mà giá lên được như vậy nhé. Xin thưa các bác, và đây là bên trong nội thất của cặp loa TR10, có thể nói là một siêu phẩm các bác ạ. Thực sự chúng ta có thể nói đây là một đôi loa siêu phẩm và đây cũng là một đôi loa mắc nhất và hay nhất của hãng LTH cho đến thời điểm bây giờ. Đấy, thì để mà sở hữu cái cặp loa này mới thì đương nhiên nó khá là mắc rồi, chúng ta bỏ qua đi. Ở Việt Nam bây giờ thì chúng ta biết là hàng bãi nó đã khó mua rồi, cho nên ngày hôm nay em Xuân nói về cái lô này. Có thể nói là một lô đẹp đến mức độ mà không thể chê được điểm gì. Tất cả từ cái từ fit này cho đến từ 500 này cho đến tất cả mọi thứ gần như bác thấy nó hoàn hảo. Như em quay từ đầu rồi, cái lô này nó đẹp hoàn hảo từ góc cạnh, từng cái góc cạnh mọi thứ là nó đẹp hoàn hảo 100%, không chê được một điểm gì các bác nhá. Thì như các bác đã biết rồi, đây là một dòng loa hiệu suất cao trong dòng loa full 25 của hãng LDH. Thì chúng ta chỉ cần vào website của hãng thôi, đó chính là ldhaudio.com, và chúng ta sẽ tra ngay đây là dòng loa TR10. Đấy, và gì ạ, một chiếc loa này công suất của nó lên tới 350W công suất RMS các bác. Có nghĩa một chiếc loa này 25 này nhỏ nhỏ này thôi, công suất nó lớn tương đương với một chiếc loa DA Acoustic Bass 30 PD12 Pro. Các bác tưởng tượng xem, một đôi loa full 25 mà công suất lên tới 350W công suất làm việc là công suất rất là lớn. Và cái đặc biệt một cái nữa là gì ạ, độ nhạy của một chiếc loa này nó lên tới 99 decibel các bác. Hãng là ghi rất là rõ,
lên tới 99 decibel. Cái mà em ấn tượng nhất đây là gì ạ? Đó là cái áp lực âm thanh đổ ra. Ở trên mắt nhé, mắt ở khoảng cách 15 mét người ta đo bằng máy thì nó đạt đến đỉnh, đỉnh là gì ạ? 130 dB. Đỉnh các bác nhé. Thực sự là một cái những cái ấn tượng, cái thông số mà chúng ta phải giật mình luôn. Và đương nhiên loa được làm một cái bịch dương rồi. Thì các bác nhìn cho em đây, có thể nói là cái loa này nó đẹp mà hoàn hảo và nó hay một cái toàn diện. Đấy, thì nó sở hữu một con kép với mã là gì ạ? Nó chính là cái mã CD350. Đương nhiên nó phải là 100% made in Italia rồi. Không thể là cái chuyện không made in Italia được, bởi vì nó chằm chằm hàng nhập. Đấy, và nó sử dụng cái con họng nhôm. Bác ạ, họng nhôm. Cái con chép này nó cho một cái độ phủ âm thanh rất là xa, rất là mạnh. Thì với con chép CD350 này hiện tại hãng đang sử dụng trên rất là nhiều model, kể cả dòng model của Bát 30. Đấy bác nha, GT12 cũng đã sử dụng các model này thôi, cũng dùng tép này thôi. Một con tép dùng loa 30 và dùng cả bắt cơ hay 25 thì bác tưởng tượng sẽ nó mạnh cái nào. Và con chép này thì bác bây giờ hàng nhập khẩu Italia thì cái tiếng nó rất là sáng các bác ạ. Nó cực kỳ nhuyễn và các bác có thể gì ạ? Mở âm thanh cường độ cao, dí sát tai vào nghe bạn sướng. Riêng ra CS nó là đẳng cấp. Đẳng cấp ở chỗ đó các bác nha. Đấy, các bác nhìn cái họng rất là đẹp này, thấy không? Ở trên thùng loa là từng cái roang này, từng cái roang của phần chép này. Đấy. Bát thì không chê rồi. Cái lô bát này của em thực sự nó rất là đẹp. Các bác biết là bình thường những loa RCF á, bát RCF á, những cái mã đời cừu trắng này á, kể cả những đời hàng nhập hay đời nào cũng vậy thôi. Thì bác thấy là những cái từ trắng này của RCF thường thường nó sẽ hay bị nổ. Nhưng mà các bác biết là cái lô này đẹp đến mức độ gì ạ? Em nói các bác là từng cái góc cạnh không chảy thì làm sao mà chê được. Từ đang rất là bóng, không hề bị nổ, không hề bị gì hết, bị oxy hóa gì. Đang còn rất là đẹp. Và nhìn cái từ đầm trầm này, nó mịn đến một cái sách cực kỳ đẹp luôn, bởi vì các bác biết hàng xịn mà. Hàng xịn đầm trầm rất là đen và nó rất là cứng và những vết cắt đầm trầm nó rất là mịn này. Nó không như hàng nhái đâu. Cái hàng nhái nhìn rất là dại. Tiệm 7 màu của RCF ở đây và trên đây cũng vậy, tiệm 7 màu của RCF. Và đặc biệt đây, đúng chuẩn nhé. Đúng chuẩn dầu xoắn và đầu dầu ngược, chuẩn xịn luôn. Ok chưa? Rất là đẹp luôn. Rất đẹp bạc nhìn này. Nó xịn từng cái cổ côn. Tất cả mọi thứ nhận ép quá chuẩn luôn, màng loa mọi thứ hoàn hảo, không có một điểm trừ được bác nhé. Rất là đẹp luôn, thực sự luôn, nó hoàn hảo bác ạ. Nó đẹp từ bên ngoài cho đến vào bên trong, từng cái roang này, từng cái roang của cái thùng này, cho đến từng cái bông tiêu âm này. Một đôi loa full 25 mà họ làm cái dây loa, bác nhìn tưởng tượng xem nó như một cái dây sấp 50 vậy á, quá xịn sò này. Dây loa này quá đẳng cấp này. Phân tần thì không chê được đâu. Phân tần của LDH thì từ 25, 30, 40 giống y chang nhau, chỉ khác nhau về thông số tụ. Rất đẹp, thực sự xịn sò. Khi các bác mở cái dòng cái đôi loa, cái chiếc loa của LDH ra, các bác sẽ cảm nhận thấy một cái mùi thơm nó bay ra. Chiếc loa nào cũng vậy, bởi vì các bác biết rồi, loa LDH đã được sử dụng gì ạ? Được sử dụng bằng gỗ bạch dương. Mà gỗ bạch dương thì nó có một cái mùi thơm đặc trưng. Khi các bác mở chiếc loa này ra hay các bác ngửi vào những cái lỗ thông hơi của loa thì lúc nào nó cũng có một cái mùi thơm đặc trưng của gỗ bạch dương, rất là phê, ngửi rất là sướng. Đấy, ngửi rất là sướng các bác, nó có mùi thơm ngọt ngọt dịu dịu, rất là thích luôn. À, ai mà đã ngửi lần là biết ngay, loa xịn hay loa nhái ngửi phải biết ngay, bởi vì loa nhái là bác biết, loa nhái thì họ sử dụng bằng cái gỗ tạp gỗ đéo thì nó không có mùi hương đấy, còn hàng xịn thì nó có cái một cái hương đặc trưng đấy. Còn các bác xin thưa các bác là đối với hàng xịn hàng nhái thì hiện tại bao giờ đối với LDH á thì hiện tại gần như là hàng nhái họ làm rất là giống hàng xịn rồi. Phải nói mà từ là hiện tại hàng nhái và hàng xịn họ làm giống quá, giống nhau quá. Cho nên là khi chúng ta đi mua thì chúng ta phải nhất phải kiểm thử thật kỹ, kiểm tra cho kỹ đấy. Ai mua về cũng vậy thôi, kiểm tra cho kỹ đúng xịn hay không, chắc chắn hay không. Đương nhiên là mua cửa hàng số đỏ để bên em cam kết rồi. Và đặc biệt là bên em là một trong những cửa hàng phân phối cái dòng loa này rất là nhiều và cực kỳ uy tín. Khách hàng ở mọi miền tổ quốc khi nhắc đến số đỏ đều nhắc đến LDH rất là nhiều. Cho nên các bác yên tâm, nhưng nói thì nói, chúng ta cũng phải mua cái gì phải cẩn thận, kiểm tra cẩn thận, về kiểm tra kiểm chứng. Loa số đỏ bán ra thì luôn luôn sẽ được bao dùng thử trong vòng 10 ngày. Các bác nha. Trong vòng 10 ngày các bác được quyền đi kiểm tra loa, được test loa, được sở hữu loa, được sử dụng loa. Chúng ta không thích kể cả loa về nhà vợ nó không cho chẳng hạn đấy thì các bác vẫn quyền trả lại loa, lấy tiền về. Bên em sẽ không trừ đồng nào các bác nhé. Đó là nguyên tắc cửa hàng số đỏ bán hàng. Và anh em nào đang có nhu cầu hãy liên hệ số đỏ để sở hữu một đôi là gì ạ? Xịn, mịn, đẹp. Đấy. Đến với số đỏ chắc chắn các bác sẽ có một đôi loa LDH chính hãng. Không bao giờ phải lăn tăn cái chuyện hàng nhái nữa. Bởi vì khi các bác mua chỗ khác các bác còn sợ về nhà còn sợ nâm nớp là xịn hay không. Nhưng với số đỏ chắc chắn nó là xịn, nếu bác yên tâm nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.